Xin giới thiệu, đây là Amly, model là D5MX5DV. Amly này có đầy đủ những tính năng hiện nay cho mình sử dụng, đọc tốt đĩa DVD, CD, MD. Và ngoài ra trên Amly này mình có thể chỉnh được bass, treble, sound direct, super bass siêu trầm. FM của Amly này là 108, bass full đài Việt Nam. Rất là nhiều tính năng mà hầu như hiện nay mình cần nhu cầu sử dụng. Ngoài ra Amly này có ngõ optical dùng giải mã DAC 24 bit không cần mồi, rất là tiện lợi cho anh nào sử dụng kết nối với Max TV qua tín hiệu quang. Ở đây mình có tới hai ngõ optical, một in một out nha. Phía dưới này là video out, tức là do được đọc được đĩa DVD nên xuất hình được lên TV ok. FM là 108 thì mình cứ mua anten cắm vào đây để nghe radio. Hỗ trợ thêm ngõ sub để kết nối sub điện rời tăng dễ âm trầm. Công suất Amly tương đối khá lớn, 75W MX5DV. Hàng nội địa Nhật, chạy điện 100V, vui lòng đường cắm nhầm 220 nha. Nếu có nhu cầu mua đổi nguồn kèm chung Amly thì liên hệ em. Đây là tổng thể mặt sau. Kích thước của Amly này như sau. Chiều cao là 16cm. Chiều ngang là 21cm. Hậu sâu 32cm. Hàng Nhật điện 100V. Amly này ghép với lo bát từ 10cm cho tới 14-15cm. Công suất của lo thì dưới 100W một thùng giúp em. Tức là lo nó sẽ dao động từ 100W một cặp cho tới 200W một cặp. Amply này rất là tiện để mình giải mã DC 24 bit hoặc là dùng đọc đĩa DVD, CD và cả MD. MD là đĩa của Nhật, mình có thể xóa và chép nhạc thoải mái. Các nào có nhu cầu mua MD, có nhu cầu mua CD mà cần chép nhạc theo yêu cầu, tức là mình thích bài hát nào đó, mình thích ca sĩ nào đó hay thể loại nhạc như thế nào đó, đưa cái danh sách vào Zalo cho em chép theo đúng ý của mình luôn. Về mình chỉ việc nghe nhạc thôi. Mua hàng liên hệ 0931008099 để em tư vắn vào chốt hàng nha. Hoặc nhắn tin Zalo vẫn là số này luôn, em sẽ gửi hình ảnh chi tiết của Amly vào Zalo cho mình tham khảo. Địa chỉ bên em là 274 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, cho địa chỉ là hàng ship tận nơi cho mình. Bên em bán hàng không bao ship, vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Các anh có thể chuyển đủ 100% để được tặng một đĩa MD chép nhạc theo cầu, hoặc chuyển cọc trước 500.000. Số tiền còn lại và phí ship các anh vui lòng thanh toán cho bưu điện. Khi mà chuyển cọc em sẽ không tặng đĩa MD nha. Đó là khuyến mãi khi mình chuyển đủ. Đây, vận chuyển thì nó có sức nhẹ chỗ này một chút. Bây giờ mình sẽ nghe nhạc qua đĩa CD trước, rồi sau đó em sẽ test optical sau nha. Bây giờ mình lay. Sau khi em test xong chức năng CD, em sẽ test luôn optical, cuối cùng là em test MD. Bây giờ mình sẽ test qua optical giải mã. Cách test optical rất là đơn giản, vì nó không mồi nên chỉ cần ở đây có chữ like, nhắn CD, tab, OBT là optical. Mình đang nghe nhạc repeat qua ngõ optical giải mã DC không cần mồi. Còn nhớ mãi hình bóng mình.
Và cuối cùng em sẽ test nhạc qua đĩa MD cho mình tham khảo nha. Vậy là các chức năng trên cái Amply này em đã test hoàn hảo cho mình rồi. Bây giờ em xin kết thúc clip luôn. Các nào mua hàng cứ liên hệ 0931 008 099 để em tư vấn cho mình.